Tại Ngàn Sâm Ngọc Linh ở thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Sâm Ngọc Linh nằm ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng cách đây 2 tháng và đi vào hoạt động từ tháng 12 năm này, để có bộ sưu tập đồ sộ về sâm. Ông Nguyễn Tấn Việt, giám đốc bảo tàng phải mất 15 năm sưu tầm gìn giữ. Bảo tàng rộng hơn 250 mét vuông, là nơi trưng bày hơn 400 hiện vật về giống sâm quý của Việt Nam. Nơi đây được chia làm 5 khu vực: khu vực tài liệu, sách báo về lịch sử hình thành và phát triển của sâm Ngọc Linh, khu vực trưng bày sâm tự nhiên, cổ sâm, sâm trồng sâm tam thất và những loại củ có tên sâm. Ngay lối ra vào bảo tàng là khu vực trưng bày những bài viết, tranh ảnh, sơ đồ phân bố của sâm Ngọc Linh. Loại này phân bố chủ yếu ở vùng núi Ngọc Linh, thuộc tỉnh Con Tum và Quảng Nam, ở độ cao từ 1.200m đến 2.000m. Ngoài sâm tự nhiên, bảo tàng còn trưng bày các loại sâm Ngọc Linh được nhân giống có tuổi đời dưới 10 năm. Bảo tàng sâm Ngọc Linh nằm tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động từ tháng 12 năm nay.